Rồi, hello, chào cả nhà nha. Hôm nay cái công trình của em làm phần sân với phần nhà tiền chế rồi đó cả nhà. Thì hôm nay tới cái công đoạn là sắp hoàn thành rồi ha cả nhà. Thì công trình này mình làm hôm nay thì khoảng nửa tháng ha cả nhà. Thì nửa tháng mình làm bao gồm sân, nền và mấy chục mét nhà tiền chế này nọ rồi vậy đó. Tại do lúc gài mưa gió quá cả nhà, ổng làm mấy cái nền, ổng mưa quá thành ra ngưng tới ngưng lui. Hôm nay công trình sẽ tới đâu thì em sẽ chia sẻ cả nhà ha. Cả nhà mình nếu ai có nhu cầu xây dựng bên phần hồ hoặc sắt tiền chế nọ, la phong, đi điện này nọ các kiểu ha, thì liên hệ anh em mình ha, khu vực Cà Mau và Bạc Liêu ha cả nhà. Số điện thoại thì mình để dưới phần mô tả của kênh ha. Thì phần công việc như thế nào thì em mời cả nhà mình cùng vào trong với em cái ha. Rồi thì đây thì nhìn tổng thể từ bên ngoài ha cả nhà. Nền mỏng đã hoàn thiện hết. Đây thì đang mình làm tiền chế ha, dừng bằng cái tấm simo, tấm loại mà 7 ly nha cả nhà. Thì đây mình làm nền, trong này thì chỗ 21 để người ta lót gạch nha. Cái này trong cái nền này lót gạch 50 nha, 50 50. Những cái vách đang sơn đó thì cái vách nhà cũ, vách nhà cũ của người ta, nhà ba căn đó, sơn lại cho nó mới luôn ha cả nhà. Thì nói chung thì phần công việc thì nó cũng ít, nhưng mà tại mưa gió quá mình ra làm nó ngưng tới ngưng lui. Thì cái này thì cửa sắt thì người ta gắn cửa Đài Loan ha, cửa sắt Đài Loan hai cánh lùa. Toàn bộ tiền chế này là anh em thợ mình tự làm hết nha cả nhà. Tiền chế và hồ, phần hồ dưới luôn. Rồi một lát nữa mình sẽ đi điện luôn ha cả nhà. Chuẩn bị sẵn sàng hết. Đây thì đi mấy cái bóng đèn, mấy cái ổ cắm này nọ thôi, bị chỗ này cũng nhỏ rồi cả nhà. Rồi như nãy giờ thì em chia sẻ thì cái công trình em làm hôm nay thì cũng đã xong hết cả nhà. Thôi cho em xin dừng video tại đây ha, cũng tối rồi hết cả nhà. Thì để mình dùng với gia đình một bữa cơm với sương sương với chủ nhà một cái rồi mình sẽ chia tay hết cả nhà. Hôm nay thì mình đã bàn giao công trình hết cả nhà. Rồi cả nhà mình nếu mà xem video, nếu thấy hay thì hút cho em một like, một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà. Cả nhà mình nếu có ai nhu cầu xây dựng phần hồ hoặc tiền chế, đi điện, la phong thì liên hệ anh em tụi mình, khu vực thì Cà Mau, Bạc Liêu cả nhà. Số điện thoại thì mình để trong phần mô tả của kênh ha. Rồi thôi em xin tạm biệt cả nhà nha. Rồi bye bye cả nhà nha.